Dạ, dạ Thủy, sáng ngày 19 tháng 9 năm 2021, đoàn xe Phương Trang đã về đến phía Tuy Hòa. Đây là đợt thứ 23 về đến Phú Yên này các cả nhà. Sáng nay ở Tuy Hòa mưa tầm tã luôn. Sau khi đến Tuy Hòa thì bà con sẽ được đưa vào sân vận động Tuy Hòa để mà tiến hành lấy mẫu test Covid. Sau đó bà con ở địa phương nào sẽ về địa phương đó. Sáng nay ở Tuy Hòa mưa khá lớn. Hiện tại thì ở Tuy Hòa mình thấy bà con đang thu hoạch lúa, nhưng đã dừng lại vì mưa rất là lớn luôn. Một số tuyến phố ở Tuy Hòa đã ngập, đặc biệt là tuyến ở Lê Thành Phương. Tuy mưa nhưng mà sáng nay ở Tuy Hòa vẫn tiến hành tiêm vaccine. Cả nhà thấy mọi người đã tập trung đến các điểm tiêm vaccine để mà chuẩn bị tiêm vaccine. Mình thấy ở Tuy Hòa tiêm vaccine trong nhân dân rất nhiều ngày nay rồi. Thank you.
hồ sáng nay này cả nhà. Mưa rất là lớn nên các tuyến đường, đặc biệt là tuyến lên Thành Phương, ngập rất là sâu. Buổi sáng các bạn cả nhà thấy mọi người tập trung tiêm vaccine khá đông luôn. Đây là điểm tiêm vaccine tại trường cao đẳng công thương miền Trung. Bà con mình là ai đi xe máy thì mời chạy thẳng đây luôn à. Ai đi tiêm vaccine thì mời chạy thẳng.